Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Loan, sinh viên khóa 2 của Đại học DX. Năm mình là lớp 22. Và hôm nay thì mình được thầy học cái bộ môn thuyết chính. Và thầy giáo cho một cái đề bài là những cái lưu ý khi tham gia một buổi thuyết trình. Và những cái điều mà trước khi lên thuyết trình mình cần lưu ý. Và hôm nay thì mình sẽ thuyết trình cái bài viết của mình. Và thứ nhất là khi mà mình có 7 lưu ý trước khi thuyết trình này. Một là cái thông điệp chính mà mình muốn diễn tả, mình muốn truyền đạt tới khán giả. Và thứ hai là nội dung phải xúc tích. Thứ ba là chuẩn bị kỹ mở bài này. Thứ ba là chuẩn bị kỹ mở bài này. Và thứ tư là hình tượng hóa con số. Thứ năm là chính là công thức repeat, cụ thể. Thứ sáu là yếu tố cảm xúc. Và thứ bảy là file trình chiếu. Và cụ thể như nào thì chúng mình cùng vào bài nhé. Và thứ nhất, cái thông điệp chính có nghĩa là khi mà thuyết trình ý, bạn sẽ muốn nói rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là để đảm bảo cái sự hiệu quả của bài thuyết trình, hãy chọn một và chỉ một thông điệp xuyên suốt để trong cái quá trình mà bạn nói ý, bạn không lan man về nhiều chủ đề khác nhau, mà bạn chỉ tập trung vào một cái chủ đề đó và triển khai nhiều cái thông điệp nhỏ để đảm bảo được là những cái ý phụ luôn thống nhất và gắn kết lại với nhau để chúng ta cho ra một cái bài thuyết trình hiệu quả nhất. Đó chính là cái thông điệp chính mà mình muốn truyền đạt đến các bạn. Và cái thứ hai đó chính là nội dung thì phải xúc tích. Nếu như mà một bài thuyết trình mà không có nội dung ấy thì mình nghĩ là cái bài thuyết trình nó sẽ không đi đến cái mục đích nào cả, nó sẽ rất là lan man ấy. Vì chính vì thế mà cái nội dung xúc tích vô cùng, mình chuẩn bị nội dung vô cùng là quan trọng. Bài thuyết trình thường có giới hạn về thời gian, ví dụ như mình có một cái buổi thuyết trình đi, mình chỉ được thuyết trình trong 30 phút, mà trong 30 phút thì mình không truyền đạt hết cái nội dung của mình muốn nói cho khán giả thì chắc chắn là cái bài ý khán giả sẽ không hiểu và cái bài thuyết trình coi như là fail. Mình chắc chắn một điều như thế. Và bài thuyết trình thì giới hạn về thời gian, hãy đảm bảo mà khi mà cái bài thuyết trình ngắn gọn và dễ hiểu nhất để truyền đạt tới khán giả. Có thể là cô đọc lại nội dung bằng cách hỏi là ví dụ như what, why, what này, why này, how, 5 5 1 H đấy. Và cái thứ ba là chính là chuẩn bị kỹ mở bài. Đầu người ta từng có cái câu là đầu xuôi thì đuôi lọt, đúng không? Mở đầu một bài thuyết trình thì sẽ luôn có thể lấy mà mở bài một ví dụ như các bạn mở bài xuân sẻ hay và cô động lại được cái vấn đề trong cái bài buổi thuyết trình ấy thì có thể giúp bạn là cảm thấy rất là tự tin và thoải mái hơn. Bạn có thể là tìm kiếm cái sự đồng thuận từ khán giả ngay từ đầu, những cái giây phút đầu tiên, ví dụ như là mở bài bằng những cái điều mà ai cũng biết này, những cái điều liên quan đến khán giả này, hoặc là kinh nghiệm của bản thân mình khi phải nói những cái câu chuyện đấy. Mình nghĩ là mình hay thiên về truyền đạt về những cái kinh nghiệm mà mình có, bởi vì là những cái người mà đi nghe một bài buổi thuyết trình thì người ta rất là quan trọng cái kiến thức mà người ta nhận lại sau cái buổi thuyết trình đó có đảm bảo, có đầy đủ, có thỏa mãn với người ta hay không. Nếu như mà người ta thỏa mãn thì đấy, bài thuyết trình của bạn đã thành công. Và nếu như bạn không truyền đạt những cái ý cho khán giả thì coi như là bài thuyết trình của bạn không bị fail. Và cái thứ tư đó chính là hình tượng hóa con số. Thì cái này thì mình nói nghe có vẻ là khó hiểu nhưng mà thực ra rất là dễ hiểu. Ví dụ như là việc sử dụng con số quyết định đến cái thuyết phục. Việc sử dụng con số này sẽ có nội dung thuyết phục hơn này. Tuy nhiên là con số này sẽ mất giá trị nếu như mà người nghe của bạn không hình dung được cái con số đó, không được hình, không hình dung được nó.
và đảm bảo được cái và không đảm bảo được cái sự dễ hiểu này. Bạn có thể thay đổi những cái con số này thành những cái nội dung dễ nắm bắt, hình dung hơn. Ví dụ như là bạn nên cho người ta một số bài toán này, hay là những câu chuyện thực tế để người ta có thể hình tượng, người ta có thể hình dung ra được là cái bài toán ý nó có cái bài toán ý, để cho người nghe có thể hình dung ra được cái bài toán này dễ hiểu hơn đấy. Thay vì sử dụng bền lâu, ví dụ nhé, mình ví dụ thay vì sử dụng bền lâu thì hãy mô tả nó theo cái định à, theo cái nhất cái mục cái à, thay vì sử dụng cái từ bền lâu thì mình hãy đưa ra cái một cái à, định lượng nhất định. Ví dụ như là bền 19-25 chẳng hạn, nên là bền lâu. Thay vì mình dùng từ rất nhanh thì mình hãy dùng cái từ là chỉ trong 1 phút chẳng hạn. Đấy, như thế thì cái người nghe sẽ hình tượng hóa nó dễ hiểu hơn rất nhiều. Và cái thứ sáu rất là quan trọng, đó chính là yếu tố về cảm xúc. Cảm xúc chính là cái điều mà tạo nên cái sự khác biệt trong buổi thuyết trình và ngôn ngữ của bạn. Ví dụ như một buổi thuyết trình mà mình cứ nói lan man và mình không để ý đến cái cảm xúc của khán giả khi mình nói. Không biết là mình nói như này thì khán giả cảm thấy như nào, có hay hay không này, có hấp dẫn hay không. Khi mà nói trước đám đông ấy thì bạn có thể tác động trực tiếp tới cảm xúc của người nghe và bằng lòng một cách nhiệt tình, sự đam mê và tinh thần tích cực của bản thân mình để truyền đạt cho người khác, truyền đạt cho người nghe những cái sự tích cực và những cái câu chuyện đầy cảm xúc cũng mang lại cho bạn dân cũng. Và mình nghĩ là những cái câu chuyện cảm xúc thì dẫn rất tốt, sẽ khiến khán giả nhập tâm hoàn toàn vào cái thông điệp của bạn. Từ đó thì bạn sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ để giúp người ta kêu gọi, để giúp người ta kêu, để giúp kêu gọi hành động từ phía khán giả. Ví dụ như là mình bán sản phẩm chẳng hạn ấy, mình đừng lên lan man quá về cái sản phẩm ấy, mà mình hãy nói về những cái lợi ích của sản phẩm mang lại và những cái điều mà thu hút khán giả để ý đến sản phẩm của bạn, chứ đừng bao giờ nói bạn đừng mà giới thiệu quá về sản phẩm của bạn. Và bạn hãy mang đến giá trị khi mà người ta mua sản phẩm của bạn, ví dụ như thế. Và cái cuối cùng mà mình muốn truyền tải đến các bạn đó chính là cái file trình chiếu. Não của con người ấy thì rất rất là hay bị phân tán nội dung nếu như mà không tập trung. Thế nên là nếu như mà bạn muốn người khác nghe để ý đến nội dung của bạn ấy, thì diễn đạt bằng slide cần đơn giản, cực kỳ đơn giản để cho người nghe, người đọc có thể hiểu và có hiểu một cách đơn giản nhất. Và slide mà càng đơn giản ấy thì càng tác động mạnh đến khán giả. Và trên slide sử dụng rất là nhiều hình ảnh đẹp này, chất lượng cao và thu hút sự chú ý của khán giả này. Bên cạnh đó thì để đảm bảo cái nội dung slide dễ hiểu ấy, thì hãy nghĩ về cái slide của bạn slide của bạn thêm về cái quảng cáo này. Nếu như mà người nghe không hiểu điều đó trong 3 giây thì nó quá là khó hiểu. Một cái slide để truyền đạt cho người nghe thì chỉ cần nhìn vào slide ý là các bạn có thể hình dung được cái câu chuyện mà mình định hướng, mình định nói với khách hàng. Như thế thì cái bài viết của mình sẽ thuận lợi hơn. Đấy. Và mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong buổi thuyết trình, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm mà mình được học từ thầy Trần Mạnh Hải đã dạy cho mình. Và mình sẽ cố gắng là áp dụng vào thực tế để có thể có một cái bài thuyết trình hiệu quả nhất. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.